xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách lưu ảnh về máy tính nếu như các bạn chúng ta không biết cách lưu ảnh về máy tính đó thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm ví dụ như đây tôi sẽ lên một trang web bất kỳ hoặc là lên google để tôi tìm kiếm hình ảnh đó giờ tôi sẽ lên google để tôi tìm kiếm hình ảnh này lên google com nha sau đó đây các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm và nhập chủ đề hình ảnh mà các bạn muốn tìm ví dụ như đây tôi muốn là tìm kiếm về hoa hồng thì tôi sẽ nhập là hoa hồng bấm enter rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ vào tab hình ảnh này thì lúc này á nó sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm là các hình ảnh hoa hồng bây giờ tôi sẽ chọn vào một hình ảnh để tôi lưu vào máy tính rồi ví dụ như đây tôi thấy này đẹp này thì tôi sẽ lưu vào máy tính của tôi bằng cách là tôi sẽ bấm phải chuột vào nó và chọn vào dòng là lưu hình ảnh thành này. và chọn vào nơi mà tôi muốn lưu ở đây tôi sẽ chọn ở màn hình desktop này, bấm vào save. Thì lúc này á, hình ảnh nó sẽ được lưu vào máy tính của tôi. Đó các bạn thấy không? Đây. Hình ảnh này. Rồi. Các hình ảnh khác á cũng tương tự nha. Các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó này. Và chọn vào dòng là lưu ảnh thành này. Lưu ý nha, nếu mà nó xuất hiện chữ tải xuống thế này. Nếu mà bạn tải về á, nó sẽ có kích thước nhỏ nha. Đó, các bạn. Bấm lại một lần nữa này. Bấm phải chuột vào nó, lưu ảnh thành này. Đó, nó hiện thế này. Thì khi các bạn tải về nó mới có kích thước lớn nha. Chọn đây lưu làm hình desktop, bấm vào, xoay Thì lúc này á, hình ảnh sẽ được lưu vào máy tính. Đó. Rồi các bạn, chúng ta muốn là tìm kiếm hình ảnh về chủ đề nào thì các bạn chúng ta sẽ nhập vào đây nha. Ví dụ như là hoa lan chẳng hạn các bạn cũng có thể là tùy chỉnh nha bấm vào công cụ này chọn vào kích thước này lớn trung bình biểu tượng màu đó, các bạn có thể là chọn màu nha đen trắng này. loại hình mẫu sao đó, các bạn có thể là chọn nha đây tôi chọn lớn này mọi màu này đó hình mẫu ở đây tôi chọn màu loại này. Đó. và chọn sau đó tôi sẽ bấm phải chuột vào hình ảnh mà tôi muốn lưu này, đó xuất hiện dòng tải xuống thì chúng ta bấm lại nha, bấm phải chuột lưu ảnh thành này, đó, chọn nơi lưu, này. Đó, nó sẽ được tải về máy tính. còn đối với truy cập vào website để tải hình ảnh á thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha. rồi ví dụ như đây, tôi muốn là tải cái hình ảnh này về thì tôi sẽ bấm phải chuột vào nó này và chọn vào dòng là lưu ảnh thành này chọn vào vị trí muốn lưu nè, bấm vào save thì nó sẽ tải về máy tính của tôi. Đó. Rồi đối với các website khác, các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha. Đó. Bấm phải chuột vào hình ảnh mà chúng ta muốn lưu. Chọn là lưu ảnh thành. Này. Chọn nơi lưu, bấm vào save thì nó sẽ tải về máy tính. Đó như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách lưu ảnh về máy tính nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn theo dõi